Chào các bác nhá. Như clip trước tôi đã giới thiệu với các bác về cái loa check chuyên dành cho thợ đánh chim sẻ chuyên nghiệp nhá, với âm thanh, chất lượng âm thanh là chuẩn nhất, tốt nhất nhá với cái loại check này. Và tôi cũng có hướng dẫn cho các bác là các bác về gắn vào trong loa điều khiển từ xa. Đặc biệt là hôm nay tôi hướng dẫn cho các bác làm trên cái mẫu loa VKE 898 đời 2018 có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển nhé. Đây, tay điều khiển như này, 2018 là các bác này, phiên bản mới nhất. Thế còn các bác có thể làm trên cái loa 898 phiên bản cũ, nhưng mà các bác lưu ý nhé, các bác phải làm trên cái loa mà có cái đèn điện là 7,4V và nguồn sạc là 10V nhé, thì nó mới đủ tải để chạy cái check này. Thế còn các bác mà làm trên cái loa 898 mà nguồn điện là 3,7V, nguồn sạc là 5V ấy, thì nó không đủ tải để kéo cái check này các bác nhé. Cái này thì tôi đã thử rồi, nói chung là hỏi tại sao thì không trả lời được, chỉ biết là nó không chạy được, mình mở hết công suất nên là nó không lên được. Cái loa check này ấy, là chỉ độ trên cái loa mà có điện sạc 10V và pin là 7,4V thì các bác lựa cái loại loa độ cho phù hợp nhé. Điển hình bây giờ đang mùa cao điểm rồi, và cái hàng E76 này thì độ vào chơi rất là tốt, nhưng mà hiện giờ lại đang cháy hàng, không có hàng các bác nhé, nhập rất khó, không có bộ nào luôn. Thì bây giờ cái hàng VKE này nó đắt tiền hơn một chút, nhưng mà độ ổn định nó cao hơn, chất lượng của loa, chất lượng của bên mạch nó tốt hơn, và thời gian dùng pin nó sẽ lâu hơn các bác nhé. Thì bây giờ các bác mà có nhu cầu mua loa xẻ độ thì shop sẽ độ cho các bác trên cái loa VKE, có là Wininda nha các bác nhé. Các bác nhớ kỹ này, VKE 898 đấy nhá, rõ ràng vậy, không phải là ZI 898 đâu. Loa này là cái loa đặc biệt, đây giới thiệu thêm cho các bác là cái loa này là loa chuyên dụng nhá. Khi các bác mở lên, các bác mở lên này thì cái loa này nó chưa chạy luôn, nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng như PAOS. Khi đó các bác chọn cái mức âm lượng hợp lý, các bác cho âm lượng nhỏ đi, cho số nhỏ xuống 25, các bác chọn bài nào ưng ý nhá. Xong đó các bác bấm play thì loa nó mới chạy này. Đấy, thì khi đấy các bác đi ra xa điều khiển thì các bác phải tăng thêm được nhé, cho to hơn được hoặc cho nhỏ hơn được theo tùy ý các bác nhé. Đấy, và với cái loa này ấy, thì nó sẽ có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé, tắt nguồn trên tay điều khiển. Tắt nguồn trên đây điều khiển ấy là các bác ấn giữ nút play trong vòng 5 giây cái loa sẽ tắt. Bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bác xem này, loa đang chạy này, các bác ấn giữ nhá, ấn giữ 5 giây này, đấy cái loa tự tắt nguồn để giúp cho các bác tiết kiệm pin nhé. Các bác mở lại là cái loa sẽ chạy luôn, và nó chạy luôn rồi. Và đặc biệt cái điểm nữa ấy, điểm nổi bật hơn nữa ấy, là cái loa này ấy, khi nó bắt đầu nó phát thì nó chỉ phát một bài duy nhất, mà mặc định của nó là phát một bài, không tự chuyển sang bài khác. Các bác có cần chuyển thì các bác sẽ điều chỉnh cái chế độ của nó, thì để tránh cho các bác tình trạng bị đổi mất hai, nhảy mất hai nhé. Thế còn để mà cái cách độ cái loa check vào trong cái loa điều khiển từ xa VKE 898 2018 này, tôi hướng dẫn các bác này, các bác bóc cái loa bát này ra, bóc loa bát này ra nhé. Đây là phía trước, các bác bóc loa bát ra rồi. Cái loa check này các bác sẽ kiếm cái rắc cắm, các bác không có rắc cắm thì các bác lấy luôn cái rắc cắm này. Các bác tách luôn rắc cắm này ra. Các bác hàn đúng dây dương vào dây dương, dây âm vào dây âm nhé, hàn đúng vào. Xong các bác cắm đúng vào cái rắc của loa này là sẽ được. Thế còn cái loa cái check này nó xòe như này ấy, các bác muốn thả được vào trong ấy là các bác phải cắt nó ngắn đi, cắt gọn đi như này thì các bác sẽ thả vào trong được nhé. Đây, các bác nhìn này, để mà làm loa 898 ấy thì các bác sẽ cắt bằng đến đây, cắt bằng cái ngấn này là sẽ được này. Còn các bác nào mà độ loa 76 ấy, thì các bác phải cắt thật sát để loa 76 nó sẽ thấp hơn. Thế bên này, trong này nhá, trong này nó có một cái mạch điều khiển từ xa thì nó gắn vào con ốc này này, gắn vào con ốc này thì các bác sẽ tháo con ốc này ra, lấy cái miếng mạch này, các bác gắn lên trên này, cài lên phía trên này cho nó gọn, để cho nó khỏi bị vướng mắc nhá. Khi đấy là mình đưa cái loa mình đã cắt, đã hàn dây vào mà mình đã căn được cái chiều cao nó hợp lý ấy, là đưa vào đây. Các bác cắm vào rắc loa này, Đây, cảm ơn các bạn này. Đây, các bạn thả vào đây. Vậy là xong nhé. Sau đó các bác gắn quả pin lại, gắn quả pin vào. Các bác cắm rắc pin vào này. Rồi để cái nó gọn đúng cái góc này. Sau các bác đưa cái nửa phía trước này các bác úp lại nhé. Các bác cắt căn làm sao ấy cho nó vừa. Nếu mà các bác cắt ngắn quá thì úp vào nó sẽ hụt. Thế còn cắt cao quá thì úp vào nó sẽ kênh lên. Các bác căn làm sao cho nó cắt vừa đúng số đo là ok nhé. Đây các bác úp lại. Rồi. Như vậy là im nhé. Lấy ốc xiết vào đã hoàn thành độ cho mình chiếc loa. Các bác nào có nhu cầu muốn làm độ thì shop sẽ làm cho các bác luôn. Bóc loa bát ra và đưa cái loa chép vào trong để cho các bác đánh xẻ chuyên nghiệp nhé. Cái loa này thì âm thanh rất là hay rồi, mà giá tiền thì nó lại hợp lý, nó kinh tế. Các bác chỉ cần chơi một cái loa duy nhất này thôi là đủ chơi thoải mái rồi nhé, không cần phải câu hệ thống liên hoàn cước 2-3 cái làm gì cả. Nó vừa tốn tiền ra mà nó hiệu quả vẫn vậy thôi. Đây các bác nhé. Đây, các bác sẽ đọc vào này. Các bác độ trên cái loa VKE 898 này là hợp lý nhất nhé. Mạch nó ổn định, pin nó dùng cũng khá là bền. Và đặc điểm quan trọng nhất đó là cái loa chuyên dụng, khi mà nó có tính chủ động cho mình. Khi bật lên thì bấm vào đây mới chạy này. Và nó sẽ, khi nó chạy nó sẽ phát ở chế độ mặc định. Chế độ mặc định phát của nó là phát một bài duy nhất thôi, không tự chuyển sang bài khác. Các bác muốn nó chuyển thì các bác phải điều chỉnh để cho các bác tránh cái tình trạng bị lẫn mất file nhé, chạy mất file. Đây. Đấy, mở lên này, con thấy mở lên phải bấm vào đây mới chạy nhé. Tôi làm lại này. Đây, bác mở lên này. Và con loa sẽ vớt ở chế độ tạm dừng nhé. Các bác bấm vào đây mới chạy. Rồi. Rồi, đối với cái loa này ấy, thì nó chỉ có hơi to hơn loa 76 một chút thôi nhé các bác nhé. Thế khi mình đã độ cái này ấy, mình bỏ ra ấy, thì là nó hai cái này trọng lượng nó gần như là ngang nhau, nó nặng bằng nhau luôn đấy. Nó chỉ có hơi to hơn 76 một chút thôi. Nó to là to về cái chiều cao. Đây các bác nhìn này, nó to về chiều cao một tí. Thế còn cái chiều này nó vẫn bằng nhau nhé. Bề ngang ấy, bề ngang nó rộng hơn, nhưng mà bề thấp ấy thì nó lại thấp hơn. Thì các bác đi treo cái này lên xào thì vẫn là vô tư, cũng rất là tốt. Đấy, bây giờ là đang có cái mẫu loa này nhé, để phục vụ các bác đánh xẻ. Chứ còn các bác hỏi loa 76 thì nó sẽ chưa có hàng đâu nhé các bác nhé. Loa 76 là chưa có hàng, các bác lưu ý. Bây giờ sẽ làm cho các bác loa VKE 2018 để các bác chuyên đánh xẻ nhé. Và đặc biệt là cung cấp cho các bác cái check này, cái check chuyên đánh xẻ này. Các bác mua về các bác tự độ đấy nhé. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau.